Được sự hướng dẫn của Chư Tôn Thiền Đức Tăng, ban Hội đồng Kinh Sư Chùa Linh Châu, đặc biệt là Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Quảng Tâm, hướng dẫn gia đình kiến lập Pháp Đàn Chẩn Tế, cầu siêu độ. Hôm nay nhân lễ tuần thất thứ ba của Hương Linh Cố Phật Tử Pháp Danh Chánh Tâm, cố tánh là cụ bà Trần Thị Mạng. Giờ này đã đến giờ thiết lễ Thượng Phan, cung thỉnh chư Phật Bồ Tát, lịch đại tổ sư, thánh hiền tăng giáng lâm nơi pháp đàn để chứng minh Phật sự. Thường
phong lớn tóm sức thao thao vạn phái chi nguyên hồn cao đông sanh con cụ giang chi triệt đại tiểu tư hồ tất lợi thánh phàm triệm gia thư giai thân giáo hữu sái tình chương ngôn cộng đường trì tụng dương lời nhân ý
yêu khứ trong lao bốc tình nhà kiếm nhà khóc thù trường trung tồn phố thân
thử dựng kiếm thời lại khó thông đức
vô phương bốc tàn hiện ngờ thân ta. Thích nữ huệ thành
thích nữ như thủy cập tan gia quyến đặng phục vì hướng linh tôn trần thủy mạng pháp danh chánh tâm quân sanh giáp ma tuất niên hưởng thọ cụ thập nhất tới vàng sanh quý màu niên thập nhất hoàng nhị thập nhị nhật nhất vị chánh hồn tịnh siêu tiếng tiền hậu quá vàng chứng linh cụ quyền thức tổ nội ngoại lịch đại tiếng linh cao cao tầng tổ khao cao cao tăng tổ tỳ ba túc huynh đệ cô dì tỳ mùi á tăng liệt thích đằng đằng chương hồn mà phổ cập phụng dì pháp giới tứ sanh lục đạo tổng thế quán gia trái chủ cụ thù chấp ma đối quan hồn uổng từ chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn lỗ đồ tán mang không hành tai nạn thủy hỏa thổ nạn đại dịch Covid 19 phiêu trầm mù danh vô vị hữu vị vô danh xúc xào tạo thái siêu màu lạc năm như tiết nam nữ thập loại cô hồn hà sa đặng chung ô a hô a nhất a duy nhật nhất tâm đầu thành quý Phật trường tăng hy khoa câu thiết tam thừa thập ma thánh na tứ phụ vàng linh minh dương pháp ma tế vô ngại đại bi tiếng bạc vô hồn tịnh đàn nhất hội ngưỡng đạo Phật ân kỳ ông già dị siêu sanh nguyện dương nhân di lòi lạc kim ma tắc đạo tràng sơ khải kiến lập thần phan sắc dương pháp sự thiết niệm ma yêu ma ngoại đạo vọng lượng quy thần lại trí do sự sống phạm đàn tràng vĩ thử hiệp điệp ngưỡng trường thần quan quái quan thần phan cảm ứng hộ về đàn giới túc nghệ trần cấu tạo trừ yêu khí cung nghinh tam bảo yên lâm chúng chân giảng gia pháp sự hoàng long tu ma chí điệp ma già hữu điệp ma cáo đại thánh khẩn na la vương chi thần tâu chấp ma tuệ thứ quý màu niên lập hoàng thập tam nhân thời thi điệp đương đàn pháp sự gia trì tăng xá môn thích hoàng tâm phụng mê hạnh đồng viên thành kim tài án tiền phó lư thiếu quá ý thần thượng phan án dạ hồng ý thần thượng phan án dạ hồng ý thần thượng phan án dạ hồng bảo Oh.
a tiếp má dân từ sân đằng ai cùi áo phong nguyện kỳ tăng chú ý bảo ai phương ý thank you.
giọt hương đường tổ tam bảo tam đế nhưng biết chữ Phật tác đại chứng minh. Nam mô ta vô điều ngự vô sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô Lạc chỗ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại xin cho khối trần thô kết thành mấy năm sắp dân lên khắp mười phương cũng dường vô lượng Phật vô lượng chư Bồ Tát cùng các tấm niệm tâm nơi vạn giới dung tung cánh đà sen rực rỡ quyền làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ xin mọi loài chúng sanh từ khó cõi lạc quân theo đường giới định tuệ quay về trong tình thức chúng con kính dâng hương lên chư Phật chư Bồ Tát chư Hiền Thân La Thân chuyên nay tại đất nga nước nga Việt thành phố Hồ Chí Minh quận Gò Vấp Ma đường Phan Huy Ích cung tổ 160 hiệu có tang chủ đình đinh na biển đinh na thị ngọc hoa trâm đinh thị ngọc minh đinh thị ngọc phượng đinh na thị ngọc sương na thị ngọc ma hà đinh thị ngọc vân đinh thị ngọc thị đinh na thị ngọc ma tước đinh thị đầm đinh thị tơ đinh văn tâm trần thủ cúc lê thị sinh đinh trang thanh đinh thanh trúc đinh trúc phương đinh hùng mãi trang đinh hùng coi đinh hùng thủ trang đinh thiện tông dương thị xuân Nguyên Dương Thị Xuân Nga Dương Quốc Thái Lệ Đinh Minh Bảo Lệ Đinh Minh Trí Lệ Đinh Minh Khói Lệ Đinh Minh Thư Nguyên Bảo Điện Nguyên Tông Đạt Hà Nhật Minh Trường Hà Nhật Tường Hải Khô Chí A Hồng Phan Đinh Sơn Phan Nga Đinh Quốc Nga Đinh Tiền Lâm Trầm Bảo Yến Trang Thị Ngọc Lệ Lệ A Hồng Có Nguyện Minh Bé Hà Hiền Hồng Minh Phan Sĩ Dũng Sử Thanh Thuận Tất Cải Tông Trần Thị Kim Sương
Đỗ Ngọc Son, Diễm Yến, Linh Châu, Duy Cường Trần Văn Phúc, Ngô Thị Trà Giang, Phan Đăng Phương Tám, Lê Hùng Mà Diệp Tấn Bảo, Trang Phan Tông, Bốn Cô Huệ Tuấn, Dương Thị Thành Châu, Nguyên Trang Châu, Nguyên Ngôi Trần Tỷ, An Bình Dương Gia Tịnh, Nguyễn Nga Tị Tị Trang Trần Phẩm Sơ, Trần Quốc Hưng, Trần Tị Tôn Táo, Bó Hoàng Phong Bó, Nhật Đăng Bó Khánh Dư, Bó Hoàng Dân, Quỳnh Thị Quang, Bố Thị Nguyệt, Nguyệt Quỳnh Nguyễn Hạnh, Nguyễn Quỳnh Minh Yếu, Lâm Thị Tôn Đồng, Nguyễn Thị Bích, Vượng Yên Toàn Thể, Tàn Chỗ Đặng Đồng Đế Đỏ Đắng Lễ, Mười Phương Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Tấm Tân Long Đàn, Phóng Ngọc Hào Quang Tiết Độ Hương Linh, Cố Phật Tử Pháp Danh Chánh Tâm Tế Dân Trần Thị Mạng, Sanh Na Một Chín Ba Bốn Mượn Tượng Thọ 91 Quỷ Văn Ngày Vạn Sanh Na Ngày 22 Tháng 11 Năm Quý Mão, Nguyện Nhất Hương Linh Nội Nội Đồng Đăng Cố Phẩm Chi Liên Quan, Tiệm Nhật Tước Cam Lò Tẩy Ca Sanh Chi Tội Cấu, Nhất Sanh Tội Cấu Dĩ Văn Tiêu, Nhất Thiết Thiện Căn Nhi Tầm Tụ, Nhất Tâm Giải Ngộ Hướng, Nhất Lý Chi Chân Tâm, Nhất Niệm Hồi Quang Chứng, Nhất Thực Chi Diệu Đạo. Thứ Nguyện Tỳ An Tam Giác Hiếp Ngũ Chỗ Thân Cùng Các Thiện Mạc Dị Bình An, Tứ Tài Vô Tiên Tiểu Chi Tài Bác Tiết Khổ Trùng Lại Chi Khánh, Thiện Tài Quắc Nhiễm Tài Dịch Bất Xong Xuất Nhập Bình An, Tứ Tài Điều Hòa Phước Duyên Còn Tụ, Âm Diêu Dương Tạnh Lai Yên Ngàn Tấn Pháp Giới Chúng Sanh Đồng Thành Phật Đạo, Giới Ương Định Ương Giữ Huệ Ương Giải Thoát, Giải Thoát Chi Kiến Ương Quang Minh Văn Đại, Biện Pháp Giới Cúng Dường Thập Phương Tam Bảo Tôn Nam Mô, Hương Dân Gãi Bồ Tát Nam Mô, Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam Mô, Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại từ đại bi mong chúng sanh đại đại ra tới hàm tức, Tương áo hoàng minh dị tự nghiêm chúng đảng chi tông quy mạng đây, Nhưng mà tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biện Pháp Giới Quay Thị Lai Vô Lượng Chư Phật Đại Gia Tôn. Nhưng mà tâm đảnh lễ
Nam Mô Đại Ngư Vong Biển Pháp Giới Quay Vị Lai Vô Lượng Chư Pháp Đạt Ma Gia Tạng. Nhưng mà con đặng đại Nam Mô Đại Ngư Vong Biển Pháp Giới Quay Vị Lai Vô Lượng Chư Tăng Già Già Chúng.
Phật Ni Bảo Quyền Mê Di Lô Phạm tạc
tự kỷ quyến từ nội ngoại đàn kinh đàn càng sai hồng như tạc dương sung kiếp quay vàng như đoạn tình đồ sợ gì nổi ngoài trung gian vô thường quê tình bàn hiện tổng tánh lương Bồ Yeah.
na ra ấn trì ta ba man đa na ra ta ba tất na tăng na mô ni như ta ba ta ba ma tất na ya ta ba ma ya kiến ra tất na ya ta ba ba đa ma ấy tất na ya ta ba na ra cấn trì bằng na ra ya ta ba ma ma ba tăng hiện ra ya ta ba nam mô ấn ra đằng na đa na ya ya mô a di ya lo hiện đề tu ba ra ya ta ba tăng liền bằng đa ra văn gia ya ta Oh.
tức tay kẻ. Tống mang bao đại lượng châu sang giới Như Lai Đức Tuấn Nạn Tần Tạng Dương Kim Đại Ta Chỗ Cung Đối Vọng Tiền Kiếp Đại Tam Bất Tùng Lâm Bảo Hiếu Màu Tân Cung Quê Thành Bất Tiền Hào Tưởng Quán Trung Phụ Tỳ Minh Chứng
lễ bị sinh đinh trang thanh đinh thanh trúng đinh trúng phương đinh hồng mà trang đinh hồng mà coi đinh hồng mà thủ trang dương thiện tâm dương thị xuân quyên dương tỷ xuân nghe dương quốc tái lệ minh đinh minh bảo lệ đinh minh trí lệ đinh minh coi lệ đinh minh thư nguyện báo điền nguyện con đạt hà nhật minh trường hà nhật tường ngải khu chí hồng vang đinh sơn vang đinh quốc đinh thiền lâm trần bảo uyển trang thì ngọc lệ lệ ngọc tôn uyển minh bé hà hiến hồng mà minh quan sĩ dung sự thanh tuần tân khai tâm trần thị kim sương đỏ ngọc son diệp yến linh châu duy cường trần bắn bút ngô thị trà giang vang trần phương táo tử hồng diệt tất báo trang băng tâm bông cô huệ tấn dương thị thành châu nguyên gan châu nguyên coi trần tỷ an bình dưỡng gia tình nguyện tỷ thị trang trần văn trần trần quốc ngân trần tỷ tu tao bó hoàng vọng bó nhật đăng bó gánh dư bó hoàng dành huynh tỷ qua vũ thì nguyên nguyên hồng nguyên hành nguyên hồng minh yếu nguyên thì bánh mơ duyên. Hiếm mơ toàn thể tan chú đăng tức nhật vận ngưỡng tâm thành cô bái cũng mang ca đại về thế tùng tổng độ bông dị phong tánh trần tỷ mạng pháp danh chánh tâm quân sanh bình tục niên hưởng thượng độ cứu tâm nhưng tế bản sanh quy hải niên tâm nhất hoạt nhị tâm nhị nhập nhất vị chánh na ông à từ giả thiên hoàng các nhật nghe lòng tam tộc trai tuần minh trình con bồ a tiên từ đại đức từ dương án thiện chiếu hội do tỷ a tư thính thiền tăng tổ tiên dương cung tụng đại tựa chi huyền quang kỳ sanh tịnh độ kim tất đạo tràng khải kinh ngọ cung sở băng hòa nam bái bạch nam mô đùng điện giáo chủ bổn sư tính ca mâu ni
Tát Đại Chứng Minh Kim Liên Tòa Hàng. Nam Mô Thập Phương Thượng Trú Tam Thế Những Viết Chữ Phật Bồ Tát Kim Liên Tòa Hàng Phục Ma. Những thần tượng đã giảng tội băng tiêu nguyện bóng linh đất độ cao siêu kỳ tan quyến đắng hàm kim lợi lạc ngưỡng ngàn Phật ân chứng minh dĩ dân cần sở thiên dân quỷ máu niên lạc hoàng sở thập tam nhân thời đệ tử câu bái thượng sơn ta và diệu tội chết ngon ly bà đi bà đê Yeah.
dòng công ơi.
tinh trở đến số hai muôn tám ngàn, lại cũng có các hàng Bồ Tát ngã hồi tại đây đủ mật thượng thường. Bây giờ Phật lại lên điện cung hàng đại chúng Nam Phương tiến hành đao bán lộ đành rành mặt thấy nỗi trường khổ bó đầy lo đời à. Thế Tôn viên dòi đền nơi lại liền ba lại rồi rơi gió hồng mà đừng à nán trong lòng mấy ngày chẳng hiểu sao Phật lại đóng sương dối vàng xin phần giải. Thầy là tư phụ ba phương bốn loài, ai ai cùng kính thầy dường ấy à, cớ sao thầy lại lại xương khô. Phật rằng trong các môn đồ ngươi là đệ tử đứng đầu về công, mà bởi chưa biết đục trong chưa rõ nên vì ngươi ta tỏ đuôi đầu. Đồng sương dông dâm bấy lâu à, cho nên trong đó biết bao cố hài, chẳng cũng có ông bà cha mẹ hoàng thân ta hoàng kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử tử sanh đã lục thân đời trước kiếp xưa. Đồng xưa hôn tác chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi. Người chịu khó xét soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam. Để cho vẫn biết cố phàm mà không còn lòn lao nữ nam chẳng chồng mà đứng. Khỏi sai ngài bèn xin phần tỏ bài, vì có chọn lựa gái trai lúc này con sánh tiền về bề sắm đặt cánh đứng đi ăn mật quân minh. Chưa khi rảo sát tiêu hình xương ai như đây khó nhìn khó phân. Phật mới bảo a nan nên biết xương nữ nam phân biệt rõ ràng. Đàn ông xương trần nắng quang à, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn à. Người có biên cớ sao đen nhẹ với đàn bà sanh đẻ mà ra. Cầu Phật thiên dạy bảo phương pháp nào bảo hiếu song thân. Thế Tôn mới bảo lời rằng vì người ta sẽ phân trần khả nghe thân đàn bà nhiều bề cưng nhau ma sanh đàn con thăm hòa cũ mang. Tháng độ thay độ tử xương mai chiều dình dư sở tăng bất thường. Tháng thứ nhì dường như sửa đặt, tháng thứ ba như cùng hiến ngưng. Bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt xưa. Lòng mà cộng chung đơn số tám muôn
chung bốn ngàn hà tháng thứ tám hoàn toàn tạng phụ chính tháng thì đầy đủ dốc hình. Mười tháng là đến kỳ sanh nở, nếu con yêu thương xuôi mình ra luôn bằng ngộ nghịch làm buồn thân mẫu nó quấy vùng đạp gấu lung tung làm cho cha mẹ hại hùng sự đau sự khổ không cùng mà tỏ phân khi sanh đặng muôn phần khoái lạc cùng vì như được bạc được vàng thế tôn lại bảo chẳng lấy thứ tư ăn đắng nuốt cay để dành bùi ngọt đủ đầy cho con điều thứ năm lại còn khi ngủ ước mẹ nằm khô ráo phần con thứ sáu dù nướng nhai cơm miệng con nó chẳng nhờm chẳng điều thứ bảy không chê ô quế dặn đồ dơ của trẻ không phiền thứ tam chân đỡ chia riêng ở nếu còn đi dẫn cha phiền mẹ lo điều thứ chín miệng con sung sướng dầu phải ma nghiệp chướng cũng cam sao có lợi thì làm mà chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm mà điều thứ mười chẳng am trao chuốc dành cho con các cuộc thanh nhàn thương con như ngọc như vàng ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng thái sơn phật lại bao trong chúng sanh tùy thiệt phẩm người mười phần mê mũi cá mười không tưởng ơn trọng đứa dày sống thân dần kinh mến quên ân trai đức không xót thương dưỡng dục cù lao ấy là bất hiếu mặc giáo thì những người ấy đời nào nên thân mẹ sanh con cưu mang mười tháng cực khổ dường gánh nặng trên vai dài uống ăn chân đăng gì thay cho nên thân thể hình hài kèm suy khi sanh sáng hiểm nguy chi siết sanh đặng rồi tinh quyết dầm về phải tâm phải giặt rửa trôn biết rằng dơ dãi mẹ không ai gì nằm phía con nằm phía ra sợ cho con ước áo ước chân hoảng khi ghẻ cho khâm thân con phải chịu trăm phần thảm thương trọn ba năm bố xưa mẹ thân gầy mòn nào để với con đến khi vừa được lớn khôn mà cha mẹ dạy bao
cho con vỡ lòng, cho đi hồng mở thông trí huệ, dựng vợ chồng có thế làm ăn, mong con được nên thân, dầu cho cha mẹ cơ bằng quản chi. Con đau ơn tức thì lo chạy, dầu tốn hao cách mấy cũng đành, khi con căn bệnh đang lành thì cha mẹ mới an thần định tâm. Công dương dùng sanh bằng non biển, cớ sao con chẳng biết ơn này, bằng khi lầm lỗi bị rầy chẳng tuân thì trở lại bài ngộ ngang. Còn cha mẹ phùng mang trợn mắt, khinh trương huynh nô nạc thế nhi, bà con chẳng kể ra chi, không tương xưa phục lễ nghi chẳng tường. Lời dạy bao sông đường không kể, tiếng khuyên rằng anh chị chân mà trai ngàn trong ba mỏi đàn, ra vào lui tới mắng cả người trên nơi. Thì lo mang thân quen làm gương, chẳng kể lời trường thường dạy rằng, lớn lên theo lối hung hăng, đã không nhân nhìn lại càng hành hung. Bỏ bàn lạnh theo cùng chung giữ, nên tầm quen làm sự trái ngã, nghe lời dụ dỗ hân hoan, bỏ cha bỏ mẹ trốn xa quê người. Trước con tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sinh nhai, hoặc đi buôn bán lời, hoặc vào quân linh với đời lập công. Vì ràng buôn đồng không mối nợ, hoàng trở ngăn gì vợ gì con, quên cha quên mẹ tình thâm, quên xưa quên sợ lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi, chớ phần nhiều vua hy mà thôi, sau khi phá hết của rồi phải tìm phương kế kim đôi đồng xài. Theo trộm cướp quan là bài bạc, phạm tối hình tù ngục phải dương, hoặc khi mang bên giữa đường không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoại đồng. Hãy tin giữ bà con cô bà cùng mẹ cha, sao xác buồn rầu thương con than khóc ưa sầu, có khi mang bệnh đuôi mù vẫn dương. Hoàng bên ăn gì thương qua lễ, phải bỏ mình làm quỷ dư hồn. Hoàng nghe con chẳng lo lường, trà đình tự điếm phố phường ngao du, cứ mãi miệng theo độ bậc chánh, chẳng mấy khi thần tình mộ khang, làm cho cha mẹ than vãn, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Quản cha mẹ đến hồi già yêu, không ai nuôi thốn thiếu mọi điều, ốm đau đổi rách kêu riêu, con không cầm giường bỏ liều chẳng thương ơi. Phần con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phụ dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là làm gì. Sống đến lúc tòng phụ xuất gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình, trước còn lai giảng viên thăm lần lần, lành biệt tâm biệt nhà, quên dưỡng vô sống thân trọng, không nhớ
không mang nặng để đau, chẳng lo bao bổ cù lao, làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thai. Nếu cha mẹ rầy lo vỡ mắt trở xanh lòng ở vẫn chẳng kiên, chớ chi chồng đánh liên miên thì cam lòng chịu chân phiền chẳng than. Tội bất hiếu lượng bạn nam nữ, nói không cùng nghiệp dư phải mang. Nghe Phật chỉ rõ mọi đàng, trong hàng đại chúng lòng càng tham tham. Diệu sư đỡ lấy cây lấy củi ở đâm vào mình, vào mũi, vào hông, làm cho gân lỗ chân lông tại điều rượm máu ướt đầm cả thân. Đến hôn mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh thang rằng, bọn ta quá thiệt tội nhân, xưa nay chẳng rõ không hơn người mù. Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruộng gan dường như nát như tan. Tội tình có nỗi tháng gian, làm sao trả đắng muôn ngàn ơn sâu. Trước Phật tiền ai câu trần tố, xin Thế Tôn mận cố bi lần, làm sao báo đáp thù ân, tỏ lòng hiếu thương song thân của mình. Phần biện dung phạm thinh sao món ở phần rõ, cùng đại chúng lắng nghe ơn cha nghe mẹ nặng nề, không phương bao đáp cho vừa sức đâu. Vì có người ơn sâu giống trà, công mẹ cha tất cả dài, giáp dòng hòn núi tu di, đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền. Vì có người gặm cơn đói rét, ngã nuôi sống thân dân ở thân này, xưa nghiền thịnh nát vẫn thấy, trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng. Có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình khoét thùng sông ơi, chịu thân mù tối như vậy, đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đâu. Vì có người cầm dao thiện bén, mổ bụng ra rung tâm can, huyên ra gấm đăng chẳng thang, đến trăm ngàn kiếm thăm ăn đâu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn, đâm vào mình bất luận chỗ nào, tuy là sự có biết bao, trải trăm ngàn kiếm không sao đáp đền. Vì có người vì ơn dưỡng dùng, tự treo mình cũng Phật thế đèn, cứ treo như vậy trọn năm mơ, trải trăm ngàn kiếm âm thâm chứa đền. Vì có người xương nghiền ra mơ, hoặc dùng dao chặt búa thân mình, xương tan tịch nát chẳng phiền, đến trăm ngàn kiếp mơ trên chưa đồng. Mà chỉ có người gì công dưỡng dũng, mơ núa sẵn nông thâu ruộng thâu gan, làm cho thân thể tiêu tan, đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thái điều kinh hải, giọt lệ tràn khó nỗi cầm ngăn, đồng thinh bạch Phật lời rằng, làm sao trả đặng thâm ân sống được. Phật mới bảo các Phật tử phải lắng nghe ta chỉ sau này, các người muốn đã mơ dày phải toàn biên chém kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chiêm phúng tụng, cùng ăn năn
tội lỗi xưa, cúng dường tam bảo sớm trưa, cũng là tu phước chẳng chừa món chi. Rầm tàng bài đến kỳ tư tứ, mười phương tăng đều dự lễ này, sắm danh lễ dân đủ đầy, chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dân. Đặng cầu nguyện sống được trường thọ, hoặc sanh về tình độ an nhàn, ấy là báo đáp thù ân, sanh thành dưỡng dục song thân của mình. Mình càng phải cần chuyên trì giới, pháp tám quy ngũ giới giữ gìn, những lời ta giải đính ninh, khá nên y thử phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chân thì ngục tôi phải xa. Trong năm đại tội kể ra, bất hiếu thứ nhất thiệt là trọng thai. Sau khi chết bị đày vào ngục, ở ngủ vô gian cũng gọi A Tỳ. Ngục này trong núi Thiên Bi, danh bệnh bằng sắc quay quanh bốn bề. Trong ngục này hằng ngày lửa cháy, đốt tội nhân hết thai thành thân. Có lò nấu sắc cho tan, rót rào trong miệng tội nhân hành hình. Một gia đồ cho người thọ khổ, lộn thịnh gia đầu thấu tâm can. Lại có cho sân rắn gan, phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhớ. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng, nương quay chúng nó ra phòng thịt thao. Mong bằng sáng thường đã ngừng giao, trên không trung độ tháo như mưa. Gặp mây chém nay chẳng chừa, làm cho thân thể nát như như tương. Những hình phạt vô phương kể, mỗi ngục đều có cách trị riêng. Như là xe sắt phân thế, chim mừng mổ mắt trâu cài lưỡi lè. Chớ chi đặng trên liền răng đỡ, vì nghiệp duyên không nỡ hành thân. Ngày đêm trên sông muôn lần, đến trăm ngàn kiếm không ngừng một giây. Sự hình phạt tại Tỳ ngục rất nặng nề, ngộ nghịch song thân, chúng người đều phải ân cần thừa hành các việc phân trần khoảng trời. Nhưng là với kinh này in chém truyền bá ra cho gấm đông tây, như ai chém một quyển này bi bằng đắng thấy một vị Thế Tôn. Nếu in đắng ngàn muôn quyển ấy thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên, do theo nguyện lực tùy duyên. Chứ Phật gia hộ như sở nguyện, cha mẹ đặng xa miền không lạnh, lại hóa sanh về cảnh thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khắp trong tự chúng một lòng kính dâng. Lại pha nguyên thà thân này đã ra vui cho muôn kiếp chẳng đại, dẫu cho lưỡi kéo trâu cài đến trăm ngàn kiếp, lời thầy không quên. Dĩ như bị bỏ thiên đau kiếm, khâm thân này đâm chém phận thầy, hoặc như lưỡi trói thân này trải trăm ngàn kiếp, lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt, phân chia ra muôn đoạn ra rời, đến trăm ngàn kiếp như vậy, chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên. Đường đã kiến thiền đảnh lễ, có Thế Tôn
ngày sau truyền ba chúng sanh ở về bề phong đồng trì chuyên tu hành. Phật mới bảo A Nan nên biết quyển kinh này quả thiệt cao xa, đặt tên bao hiếu mẹ cha cũng là ân trọng, thiệt là chân kinh. Các ơi phải giữ gìn chú đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành, sau khi Phật giải đành rành, bốn ban Phật tử rất mừng rất vui. Thải một lòng vẫn theo lời Phật, và kinh thành tinh chắc vẹn tuyền, đồng nhau tu tại Phật tiền, nhất tâm đành lễ rồi liền lui ra. Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát, Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát, Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát. Tâm trí huệ thinh tinh rộng lớn, sáng trong gần chẳng bờn mái trần, lào lào một tánh thiên chân, bao chùm muôn loài chẳng phân thánh phàm. Dẫn tâm mây lặng đông sáng xuống, cõi bờ kia một bước đến nơi, trái lòng tròn đủ xưa nay, công thành qua chứng tỏ bài đích đáng. Hàng Bồ Tát chánh quang tự tại, khi tham thiền vô ngại đến trong, thầm vào trí huệ mau thông, soi thấy năm vương điều không có gì. Đồ tử kia không chi khổ anh, trong thức tâm hiện cảnh sắc ra, sân không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không. Ấy sắc tương cũng đồng không tương, không tương y như tượng sắc kia, thọ tương hành thức phân chia cùng lại như vậy, tông về chứ không. Ở tòa dẫn tương nhớ ông tạm đó, các phạm kia tương nọ luôn chân, chẳng sanh chẳng diệt thường chân, chẳng câu chẳng tình chẳng sờn chẳng thêm. Cười nên cõi trên không giới, thế lào lào vô ngại thường chân, vô không nằm mượn ấm thân, sao căn chẳng có sao trần cũng không. Thấy rõng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thực giới cũng không, mà tánh không mà sao xua đại đồng, vô minh chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì già chết ra, huống chi là hết chết và sao, từ đây cũng chẳng có đạo, không chi là trí có đạo đắc chi. Do dù sợ đáng ly tất cả, nhân pháp kia đều giả nhị không, dẫn lòng trí huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quay ngại có chi khủng bố, tức xa lìa mộng tưởng đảo điên, tâm không rốt ráo chư duyên, niết bàn quả chứng chân nguyện hoàn toàn. Tạm thế Phật ý đàn ban nhà đau Bồ Đề chứng quả chánh nhân, cho ngay ban nhà là hơn pháp môn tôi thân cõi chân mau về. Thiệt thần chú linh tri đại lực, thiệt thần chú đúng bực quang minh, này chú tôi thường quay linh, này chú vô đẳng thinh thinh quay thần. Trừ thần cả nguyên nhân ca khổ, thân tình lòng giác ngộ vô sơ, thiên nhiên chân thiệt bất ngờ, an làm thần chú chân như thiết rằng. Yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề ta ba, yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề ta ba, yên đế, đế ba la, yên đế ba la.
Tăng Yên Đế Bồ Đề. Tăng Ba A Na Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đà Điện Già Tha Di Rị Đô Bà Thị Di Rị Đà Tăng Đam Bà Thị Di Rị Đà Thị Căn Bản Đế Di Rị Đà Thị Căn Bản Đa Già Di Rị Già Già Na Chi Ca Ta Lệ Ta Bà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đà Già Đa Điện Già Tha Di Rị Đô Bà Thị A Di Rị Đà Tất Đam Bà Thị A Di Rị Đà Thị Cam Lăng Đế A Di Rị Đà Thị Ca Lăng Đa Già Di Nị Già Già Na Chi Đà Ca Lệ Ta Bà A Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điện Già Tha Di Rị Đô Bà Thị A Di Rị Đà Tất Đam Bà Thị A Di Rị Đà Thị Ca Lăng Đế A Di Rị Đà Thị Ca Lăng Đa Già Di Đế Già Già Na Chỉ Ca Ta Lệ Ta Bà Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiêm Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô 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 A Di Đà Phật. Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Bồ Tát. Nói gương Đức Mộng Kiền Liên nguyện làm con tàu lòng càng áo nào. À, nhớ nghĩa thần sanh con đến trưởng thành mẹ dạy gian có ba năm nhũ bổ qua chín tháng cù mang không ước lo toan quên ăn bỏ ngủ ấm no đầy đủ công cha chẳng quản yêu giả sanh nhai làm lỗ qua quy cùng hoàng vũ đường học đạo đệ tử sâu chưa bao
hổ vẫn kém hèn. Giờ này quỳ trước đài sen cung kính đạo tràng thanh tịnh tăng bảo ra nghiêm quận thừa tử tư ba quận hiện tham thiện đầy đủ thiện duyên nhủ lòng lân mẫn hộ niệm cho bài kiếp cha mẹ chúng con được những bữa pháp còn tại thế thân tâm miên ổn pháp nguyện tu trì đã qua đời đạo xa lìa trong thành Phật quá ngưỡng trong căn đức Như Lai khắp cõi hư không từ bi gia hộ. Nam mô Bát Phương Tôn Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Tôn Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Cung dường Nam mô Đường Trụ Tam Phương Phật nghe Nam mô Thường Trụ Tam Phương Quang. Nam mô Thường Trụ Tam Phương Tăng. Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Viên Mãn Bảo Thân Lô Xá Na Phật. Nam mô Thiên Bát Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Trí Dân Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Anh Vô Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đại Tổ Sư Bồ Tát. Nam mô Giám Trai Sư Già Bồ Tát. Nam mô Thập Điện Minh Vương Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Ta Phật Đà Tha Ngã La Phật Luận Chỉ Đế Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng. Nam mô Ta Phà Lô Chỉ Đề Ông Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồn. Nam mô Tăng Phà Đà Tha Ngã La Phà Lô Chỉ Đề Ông Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồn. Nam mô Tô Đô Bà Gia Đà Tha Ngã Đà Gia Đà Địa Tha Tô Đô Bạc Ra Tô Đô Bạc Ra Tô Đô Ta Bạc. Việc nhật ra hồn.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
di cũng mê vào các sự viên
tình tán chú kiên tiền lệ